Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Quyền có trên tay hai dòng sản phẩm, đó là A13 bên phải và C35 bên trái, và Quyền sẽ làm một bài so sánh nhanh cho các bạn ha. Trong hộp thì cả hai sản phẩm đều tặng cho chúng ta một cây lấy sim với sách hướng dẫn sử dụng các bạn nha, sẽ không kèm ốp lưng các bạn nha. Về phần adapter sạc thì đối với Realme C35 thì chúng ta sẽ được hỗ trợ sạc 18W, còn đối với Samsung A13 thì sạc 15W các bạn nha. Cả hai thì đều trang bị sạc Type-C hết các bạn. Đối với A13 thì cây lấy sim thì chúng ta sẽ được để trong hộp như thế này. Về thiết kế mặt sau thì công bằng mà nói thì Realme C35 thiết kế đẹp hơn A13 các bạn nha. Nhưng mà A13 thì trang bị nhiều camera hơn so với A35, sẽ cho ra nhiều hình ảnh chất lượng hơn. Về cấu hình của C35 thì chúng ta sẽ có camera là 50 megapixel, camera phụ thứ nhất là 2 và camera phụ còn lại là 0.3. Còn đối với camera của A13 thì chúng ta sẽ có camera là 50 megapixel, rồi camera chính, camera phụ nhất là 5 và 2 camera phụ còn lại là 2 megapixel các bạn nha. Về camera selfie thì A13 thì chúng ta sẽ có 8 megapixel là camera selfie, và C35 cũng vậy. Tất cả hai máy thì đều trang bị chúng ta là sạc là 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn nha. Sạc nhanh 15W trên A13 và 18W trên C35. Về giá bán thì C35 thì chúng ta sẽ mức giá là 3.990.000, còn Galaxy A13 chúng ta sẽ mức giá là 4.690.000 dành cho miền bản 4GB. Cả hai sản phẩm đều hỗ trợ góp 0% lãi suất cho chúng ta và 1 đổi 1 trong 30.000 với sản phẩm lõi nhãn xuất các bạn nha, được bảo hành chính hãng là 12 tháng. Nếu mà các bạn đang quan tâm dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay Thế Động hoặc Điện Máy Xanh gần nhất ở khu vực các bạn, các bạn ở Tiếu Cần thì đến ngay Điện Máy Xanh Tiếu Cần các bạn nha. Và đây là video mà Quyền quay lại cho các bạn xem tham khảo về thiết kế và cũng như cấu hình, mức giá bán của hai dòng sản phẩm Realme C35 và Galaxy A13, vì đây là hai dòng sản phẩm có mức giá cũng ngang nhau. Rất mong video này sẽ mang lại ích cho các bạn, giúp các bạn có một video tham khảo thêm về hai dòng sản phẩm của Realme và Samsung các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.